chế độ, thật là vô nhân tính. Chọn một lúc, tôi đã chọn chiếc Rolex màu đen trắng ở giữa, bề ngoài không quá nổi bật. Chọn cái này đi, nữ quản lý cười, nhìn hai chiếc đồng hồ còn lại đi, được thôi, không vấn đề gì, tổng giá của chiếc đồng hồ này là 38 triệu. Bảo bao nhiêu, tôi đã tìm thấy giá và, tay tôi đang cầm đồng hồ gần như mềm nhũng, nhẹ rơi xuống đất. Nhưng Liễu Như Yên nghe thấy giá đó mà không chớp mắt lấy một lần. Cô ấy trực tiếp rút ra một chiếc thẻ đen từ người và đưa qua. Từ đồng hồ mà ra, giá trị của tôi đã tăng vọt từ 500 lên gần 40 triệu, thực sự là một bước nhảy vọt về chất. Liễu Như Yên tiến lại gần, thì thầm bên tai tôi, giờ có đồng hồ rồi đấy. Nếu lần sau hẹn mà anh còn đến sau nữa, tôi đảm bảo anh sẽ giận anh suốt đời. Tôi chỉ cười một nụ cười, hóa ra mua đồng hồ giá đắt tiền cho tôi, chỉ để đảm bảo tôi không đến trễ khi hẹn hò, phải thừa nhận, người giàu thực sự là tiện ích. Để sớm thoát thân, tôi đề nghị từ xa, hay để tôi mời cô uống trà sữa nhé. Liễu Như Yên nhìn thoáng qua quán trà sữa gần đó, tôi không khi nào uống mấy thứ bình dân này. Nhưng vì đây là lần đầu anh mời tôi, thì tôi cũng chịu miễn cưỡng chấp nhận vậy. Vì là cuối tuần, xếp hàng không ít người, tôi để Liễu Như Yên ngồi chờ ở ghế ngoài cửa, còn mình thì chạy đi xếp hàng. Trong khi xếp hàng, tôi đứng yên quan sát xung quanh, xác định sẵn lối thoát hiểm cho lát nữa. Sau khoảng mười mấy phút, tôi mua hai ly trà sữa, đưa một ly cho Liễu Như Yên, rồi tự mình uống ly còn lại. Liễu Như Yên nhìn ly trà sữa trên tay, rồi lại nhìn tôi đang uống trà sữa. Rồi cô ấy lập tức giật luôn ly của tôi uống ly này. Trời đất, cô ấy thật là bá đạo. Sau đó, chúng tôi tiếp tục lang thang trong trung tâm thương mại một lúc. Thấy thời cơ đã chín muồi, tôi nói, tôi đi vệ sinh nhé, cô chờ đợi ở đây. Liễu Như Yên không nghi ngờ, gật đầu, tôi thầm vui mừng trong lòng, chạy nhanh về phía nhà vệ sinh, vừa chạy vừa không kìm được nụ cười, ha ha. Cuối cùng cũng thoát khỏi nữ ác ma này, vào nhà vệ sinh, tôi chạy nhanh đến phòng cửa sổ thông gió. Mở cửa sổ ra, nhìn xuống bãi cỏ phía dưới, cười tươi. Tự do, ta đến đây, tôi nhảy xuống một cái, bịch, tôi tiếp đất hoàn hảo trên bãi cỏ. Ngước nhìn bầu trời xa lạ đầy tráng lệ, tôi hít một hơi thật sâu, hương của thiên nhiên thật tuyệt vời. Tôi rời khỏi trung tâm thương mại, trên mặt tôi tràn ngập nụ cười đầy sức sống của tuổi trẻ, đầy ắp những giấc mơ ước về tương lai. Đúng lúc đó, một chiếc xe taxi chạy tới và dừng lại ngay trước mặt. Tôi nhanh bước vào trong, bác tài, đến đại học Ma Đô nhanh nhất có thể. Khi tôi đang vui động lực suy nghĩ về tương lai, quay đầu lại thì thấy một cảnh tượng khiến tôi mãi mãi ám ảnh. Liễu Như Yên đang trừng mắt nhìn tôi dữ dội, ánh mắt như muốn giết tôi ngay tại chỗ. Cô sao lại ở đây? Không thể nào, kế hoạch của mình rõ ràng đến hoàn hảo như vậy, sao có thể được phát hiện chứ? Chắc chắn có điều gì đó không ổn, anh chạy cũng nhanh nhỉ, tôi đã nghi ngờ khi anh quan sát ở cửa trung tâm thương mại. Hóa ra là trốn chạy à, tình hình đã đến nước này, tôi không cần phải giấu nữa. Đúng, tôi định như vậy đấy, cô định làm gì cho tôi? Có giỏi thì cô giết tôi đi, tôi trừng mắt nhìn cô ta, khí thế tuyệt đối không thể thua. Chỉ thấy trên mặt Liễu Như Yên lộ ra một vài phần âm u, được thôi. Nếu anh muốn chết như vậy, tôi sẽ cho anh toại nguyện. Sau đó, Liễu Như Yên ra lệnh cho tài xế, lái xe đến chỗ vắng vẻ rồi giết tên này. Nghe vậy, cơ bản cơ thể tôi nhẹ nhàng run lên. Nhưng gương mặt vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh. Tôi lấy điện thoại từ trong áo, gửi một tin nhắn cầu cứu cho bạn cùng phòng. Nửa tiếng sau, tôi được đưa đến một ngọn đồi hoang không một người bóng. Ba người bảo vệ cùng với tài xế đang chăm chỉ đào một cái hố. Còn tôi thì bị trói chặt, vứt qua một bên, tôi nhìn Liễu Như Yên ngồi trong xe mà không thể tin nổi. Chết tiệt. Cô thật sự làm thật à, giờ có hận vẫn còn kịp không? Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, một cái hố sâu 2 mét được đào xong. Chỉ cần cho người xuống rồi lắp đất lại là xong, Liễu Như Yên thấy vậy bước xuống xe, cô ấy ngồi xổm xuống, rút miếng rẻ trong miệng tôi ra. Anh còn lời trăng trối gì không? Mặc dù tôi không hứa sẽ giúp anh thực hiện, nhưng tôi vẫn có thể nghe. Tôi nhìn Liễu Như Yên với vẻ đáng thương, chị ơi, lần này tôi thực sự biết sai rồi, chị tha cho tôi một lần nữa đi. Biết sai rồi à, Liễu Như Yên nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lùng hiện rõ. Nhưng tôi đã cho anh cơ hội rồi mà, là anh không biết trân trọng. Tôi bắt đầu lo lắng, vẻ mặt khổ sở cầu xin, chị cho tôi thêm một cơ hội nữa đi, lần này tôi chắc chắn sẽ trân trọng. Nếu tha cho tôi, chẳng phải sẽ có lợi cho chị sao? Chị cho tôi thêm cơ hội đi, Liễu Như Yên nhìn tôi chăm chú, có vẻ như đang cân nhắc xem có nên cho tôi cơ hội nữa hay không. Ngay lúc đó, một chiếc xe máy nhỏ chạy từ xa tới. Bạn cùng phòng của tôi, Lý Lương, cưỡi xe một tay, tay kia cầm một con dao làm bếp sáng lóa. Anh ta hét lớn, Gomopa, cha đây tới cứu con rồi. Nhìn thấy Lý Lương bất ngờ xuất hiện, tôi mừng rỡ, tôi bật cười, ha ha ha, anh đúng là tuyệt vời. Nhanh tới cứu tôi đi, Liễu Như Yên nhìn cảnh tượng này, ra hiệu bằng mắt cho mấy tên vệ sĩ đứng bên cạnh. Khoảng 2 phút sau, Liễu Như Yên không chút cảm xúc ngồi xổm xuống trước mặt tôi và Lý Lương. Cô ta cầm lấy con dao làm bếp, búng ngón tay. Con dao làm bếp khẽ bật lên hai cái.
Tôi giật mình co rúm lại, nhìn Lý Lương cũng bị trói chặt. Tới cứu tôi mà chỉ mang theo cái dao đồ chơi thế này sao? Làm ơn đi, mang cái này chỉ có chết thôi. Liễu Như Yên khẽ cười, giờ thì bạn của anh cũng đến bầu bạn rồi. Còn chiêu nào nữa thì cứ dùng đi. Tôi mím chặt môi, không nói lời nào. Lý Lương run rẩy vì sợ, thấy sắp bị chôn sống. Anh ta vội vàng khuyên tôi, này, tôi thấy anh nên thuận theo đi. Chị Liễu vừa xinh đẹp vừa giàu có, người khác muốn còn không được. Tôi không bao giờ, tôi tức giận, không chịu thua, là đàn ông bảy thước, cậu bảo tôi chơi trò trẻ con với một cô gái sao? Tôi nói cho cậu biết, điều đó không bao giờ xảy ra. Nghe lời tuyên bố đầy cứng rắn của tôi, Liễu Như Yên hoàn toàn mất kiên nhẫn. Cô ta đứng dậy ra lệnh cho vệ sĩ, chôn đi. Nói xong, cô ta quay người đi về phía xe, bước chân không hề dừng lại. Lại chơi, Lý Lương tức giận hét lên, anh bị ngốc à, không thể giả vờ chịu thua trước được sao? Thoát ra rồi tính tiếp, nhìn hai tên vệ sĩ đang tiến đến, tôi cũng bắt đầu sợ hãi. Chẳng lẽ đời tôi lại bị chôn sống ở cái nơi hoang vu này sao? Nhìn hai tên vệ sĩ càng lúc càng tiến đến gần, Lý Lương càng tiền hạ độc, nhanh nhận thua đi, tôi còn trẻ, chưa muốn chết đâu. Anh ta nói tiếp, mẹ kiếp, lịch sử trình duyệt của tôi vẫn chưa xóa. Tôi còn 18 terabyte dữ liệu nữa, nhìn thấy Liễu Như Yên đã mở cửa xe, cuối cùng tôi không thất vọng mà hét lên, chị ơi, tôi sai rồi. Nhưng Liễu Như Yên không có bất kỳ trạng thái nào, chỉ mở cửa xe và quay lại với chúng tôi, như thể đang chờ điều chỉnh. Tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng, liền hét lên, vợ ơi, tôi sai rồi. Nghe thấy hai từ, vợ ơi, cuối cùng Liễu Như Yên quay lại, giận cười và ra lệnh cho hai tên vệ sĩ, cởi trói cho bọn họ và đưa lên xe. Thấy vậy, tôi và Lý Lương mới thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như không cần thiết phải sống nữa rồi. Một lúc sau, tôi bị vứt bỏ trong xe, trong khi Lý Lương đau khổ sở hữu chiếc xe nhỏ trở về. Chiếc xe từ khởi động, tôi nhìn Liễu Như Yên ép tôi ngồi sát cửa sổ. Run run hỏi, cô định làm gì? Liễu Như Yên đưa tay ôm cổ tôi rồi ngồi thẳng lên người tôi. Cô ta thì thầm bên tai, hôn tôi. Tôi lập tức lắc đầu từ chối không làm. Đàn ông ở ngoài phải biết tự bảo vệ mình. Tôi nắm giữ trinh tiết 20 năm không thể mất đi dễ dàng như thế. Mặt Liễu Như Yên tối lại, cô ta đưa tay sau cổ tôi, bạn có hiểu nhầm điều gì không? Tôi đang ra lệnh cho cậu, không phải thảo luận, cố gắng đến đỏ mặt, tôi im lặng đáp, tôi hôn. Được chưa, Liễu Như Yên mới thả lỏng tôi ra, cô ta dựa vào người tôi, giọng nói trở nên dịu dàng, ôm eo tôi và hôn tôi đi. Không còn cách nào khác, tôi đã từ bỏ việc đưa tay ôm lấy eo của cô ta, cúi xuống chạm nhẹ vào đôi môi đỏ của Liễu Như Yên và định rút lui ngay. Nhưng một bàn tay đột ngột ấn đầu tôi xuống, dường như Liễu Như Yên đã mong trước điều này. Cô ta nắm lấy cổ áo tôi và đổi thế chủ động hôn. Tôi mở mắt, cố đẩy Liễu Như Yên ra nhưng không thành công, dù dùng bao nhiêu sức lực. Liễu Như Yên cố gắng một lần rồi bất ngờ đạp mạnh vào bụng tôi. Cơn đau đột ngột từ bụng, theo phản xạ tôi há miệng ra và cô ta đột nhập cơ hội, bắt đầu lấy hương vị xoài trong miệng tôi. Sau khoảng 2 phút, cô ta mới hài lòng thả tôi ra, rồi tựa đầu vào vai tôi đang phập phồng. Lần này cậu nên rút kinh nghiệm, sau này tôi bảo cậu làm gì, cậu phải làm cái đó. Đừng bao giờ chống lời tôi nữa. Tôi im lặng không nói gì, chỉ để Liễu Như Yên ngồi trên đùi mình, hai tay ôm eo tôi. Cuối cùng, xe dừng lại trước cổng trường. Sau khi xuống xe, Liễu Như Yên giật điện thoại của tôi. Khi trả lại, màn hình vẫn mở ở danh bạ, với mộ tên mới được lưu là vợ. Cô ta khoanh tay và cảnh báo, sau này tôi gọi mà cậu không bắt máy. Thì cứ chờ chết đi, nói xong, cô ta quay lại ngồi vào xe, không quên một ánh mắt đe dọa trước khi rời đi. Cơ thể tôi lại run lên, rõ ràng là cô ta không đùa. Đây là chuyện gì vậy? Tôi thất vọng bước về hướng ký túc xá, cảm thấy tương lai mình thật mờ mịt. Vừa xuống giường định nghỉ ngơi thì điện thoại reo lên, tôi tưởng là Liễu Như Yên, nhưng khi thấy tên người gọi là Sở Vân Hy, bạn học từ thời cấp 3 cũng là đồng môn đại học, tôi thở nhẹ nhàng và thư giãn. Alo, bạn cũ. Tìm tôi có việc gì vậy? Sở Vân Hy nói, bạn quên rồi à? Trước đó chúng ta đã bàn nhau đi leo núi mà. Mình vừa nghe tin vài ngày tới lớp học năm 2 sẽ được sửa chữa, nên tranh thủ nghỉ lễ, chúng ta đi leo núi luôn. Mình biết bạn xin nghỉ rồi, nên giờ chắc chắn chứ. Tôi nghe thấy giọng nói của cô ấy có chút đe dọa, ăn cướp, được, tùy cậu thôi. Sau khi tắt máy, tôi đầy bất đắc dĩ, phụ nữ bây giờ sao ai cũng bá đạo vậy, một người thì thế, hai người cũng thế, còn muốn người ta sống nữa không đây? Tôi nằm trên giường suy nghĩ một lúc, thấy Lý Lương về phòng, nên ra một ý, Lương tử, chúng ta không thể hiện ra điều này. Hay là tìm cơ hội trả thù đi, Lý Lương ngồi xếp bằng trước máy tính, chuẩn bị xem phim gì đó, không quay đầu lại mà cười cười. Trả thù, đó là đại tiểu thư nhà họ Liễu đấy, cậu bé nghĩ thật à? Cậu phải cảm thấy may mắn là cô ta không gây thêm rắc rối cho cậu rồi, còn muốn tìm cô ta gây chuyện sao? Khác nào tự tìm chết, tuy nói là như vậy, nhưng tôi trong lòng vẫn còn không trôi cục tức này. Chúng ta được chôn sống mà, không trả thù thì không phải là quân tử. Tôi bảo, chỉ cần cậu giúp
tôi sẽ tặng cậu bộ sưu tập quý hiếm của tôi. Được không? Đôi mắt Lý Lương sáng rực lên, không thể tin nổi quay đầu nhìn tôi, cậu nghiêm túc à? Tôi hỏi xin nhiều lần mà cậu không chịu cho, giờ lại dễ dàng cho tôi như vậy. Tôi cười, đừng nói nhảm, cậu nói xem có làm không? Làm, Lý Lương bỏ bộ luôn phim đang xem, đi thẳng đến giường tôi ngồi xuống, hào hứng hỏi, cậu định làm gì? Tôi ngồi dậy, lôi từ dưới giường ra một cái bao tải, Lý Lương kinh ngạc, chết tiệt, cậu kiếm cái bao tải từ đâu vậy? Lại còn dưới gầm giường nữa. Tôi đáp, anh đừng bận tâm về chuyện đó, tôi không tin mấy tên vệ sĩ lúc nào cũng theo sát Liễu Như Yên. Dù cô ta có mạnh đến đâu, chúng ta hợp sức thì cũng chơi được. Cậu còn sợ không xử lý được cậu ta à? Đôi mắt của Lý Lương lóe lên ánh vàng. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Khi nào ra tay, tôi nhìn ra ngoài trời, trong lòng lập tức có quyết định tối nay. Đến lúc đó, tôi sẽ hẹn cậu ta ra ngoài. Chỉ cần cô ta không mang theo vệ sĩ, thì chỉ còn cách để chúng ta muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến tính cách bá đạo của Liễu Như Yên, tôi lập tức gọi điện thoại cho cô ấy. Bạn đang ở đâu? Tôi muốn gặp bạn để nói chuyện. Cậu muốn nói chuyện về tương lai của chúng ta à? Để tránh lộ sơ hở, tôi không phủ nhận và hẹn cô ấy đến bờ hồ Thanh Tân một mình. Sau đó, tôi cúp máy. Nửa tiếng sau, tôi và Lý Lương đến bên hồ Thanh Tân. A chiết, kế hoạch này có thực sự thành công không? Nếu xảy ra sai sót gì, chúng ta sẽ tiêu đời. Tôi vỗ vai Lý Lương, yên tâm đi, cô ta nhất định sẽ đến, tính cách cô ấy rất cố chấp. Ngay lúc đó, từ xa, một chiếc Maybach chạy thẳng về phía chúng tôi. Ánh đèn sáng rực trong đêm tối rất rõ ràng. Tôi nói, nhanh thế đã đến rồi. Lý Lương không do dự, lập tức chui vào căn nhà gỗ bên cạnh. Cửa xe mở ra, Liễu Như Yên bước xuống. Cô ấy không đợi mà lao vào ôm chặt tôi, ngực cô ấy đè lên ngực tôi, rồi nhẹ nhàng cười bên tai tôi, bé cưng, nhớ em nhanh thế rồi sao? Mặc dù cơ thể tôi phản ứng theo bản năng, nhưng tôi cố kiềm chế, rồi ra hiệu cho Lý Lương đang nấp trong nhà gỗ. Sau đó, tôi kéo tay Liễu Như Yên ngồi xuống ghế. Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc cô thích tôi ở điểm nào? Liễu Như Yên quay lưng về phía căn nhà gỗ, dịu dàng nói với tôi, chỗ nào của anh em cũng thích. Khi chúng tôi đang nói chuyện, Lý Lương lặng lẽ bước ra khỏi nhà gỗ, trên tay cầm một cái bao tải. Để thu hút sự chú ý của Liễu Như Yên, tôi nhìn cô ấy đầy tình cảm và nói, Như Yên, anh thích em. Liễu Như Yên nghe xong câu này thì thật sự ngu người. Nhìn thấy cơ hội đã chín muồi, Lý Lương trực tiếp cầm bao tải tiến về phía Liễu Như Yên. Lúc này, ngay từ đầu tôi đã bắt đầu tưởng tượng cách trả thù cho những việc đã bị bắt trước đây. Không ngờ Liễu Như Yên như đã có dự liệu từ trước, trực tiếp đứng dậy tiến lên hai bước, đúng lúc Lý Lương lao vào. Thấy vậy, sắc mặt Liễu Như Yên ngay lập tức lạnh xuống. Tôi nghĩ tại sao bạn lại tìm tôi ra ngoài, thì ra là để trả thù. Tôi và Lý Lương nhìn nhau một cái, rồi cùng nhau xông lên. Hiện tại không thể quay lại được, tối đa hiện tại phải xử lý được cô. Vài phút sau, tôi và Lý Lương bình tĩnh ngồi thụp xuống đất, quần áo bị xé rách, trong tình trạng liên tục cầu xin cô. Chúng ta đã sai rồi, xin cô hãy tha cho tôi. Tất cả những chuyện này đều do Trần Chiết lên kế hoạch. Không liên quan gì đến tôi, Lý Lương với cái mắt gấu trúc chỉ thẳng vào tôi mà bán đứng tôi. Tôi cũng không tốt hơn là bao, trên người đã bị thương vài chỗ. Kết quả bất lợi cũng bắt đầu cầu xin. Vợ ơi, tôi thật sự sai rồi, xin cô hãy tha cho tôi. Liễu Như Yên nhặt bao tải trên đất lên ném về phía tôi, anh tự chui vào trong đó đi. Nhìn thấy bao tải được xử lý trước đó, tôi có chút do dự. Đây là vốn chuẩn bị cho Liễu Như Yên, hiện giờ lại tự mình vượt qua nỗi đau. Không thể chui vào được. Cô ơi, tốt bụng. Liễu Như Yên không nói gì, quay lại xe, lấy ra một con dao nhỏ ném xuống đất, cắt hay chui vào bao, cậu tự chọn một cái đi. Cuối cùng tôi chọn chui vào bao đi. Không còn cách nào khác, tôi đã mở bao lên chui vào trong. Ven bờ, Lý Lương khỏe mạnh còn ân cần đưa cho tôi một sợi dây, he he, dùng cái này buộc lại thì chắc chắn đủ chặt. Mày đi chết đi, Lý Lương. Khi chui vào bao tải, tôi nghe thấy câu nói của Lý Lương mà không thoát khỏi tiếng thở thầm. Thế là, một vụ bắt cóc kết thúc bằng việc bắt cóc bị bắt cóc. Hai phút sau, tôi nghe thấy Liễu Như Yên lạnh lùng bảo hai bác sĩ, rửa sạch sẽ. Đưa vào phòng tôi, hai người bảo vệ trả lời lại một tiếng, rồi lập tức giải quyết tôi thoát khỏi bao tải. Tiếp theo, họ trực tiếp vận chuyển tôi lên vai, đi về phía phòng tắm. Tôi ở trên vai cố gắng vất vả, nhưng tất cả đều vô ích. 20 phút sau, tôi đã được rửa sạch sẽ, rồi đã được mang đến cửa phòng Liễu Như Yên. Cửa phòng mở ra, hai vệ sĩ trước một sau một đưa tôi vào trong. Thấy vậy, Liễu Như Yên ra lệnh, ném cậu ta lên giường đi. Vệ sĩ gật đầu rồi trực tiếp ném tôi xuống giường, không nói một lời mà đi ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại kêu rầm một tiếng, Liễu Như Yên ôm chân ngồi yên nhìn tôi. Lúc này tôi cảm thấy tâm trạng không được tốt lắm, tốt nhất tối nay cậu bé lo lắng một chút, nếu không tôi không bảo đảm mình sẽ không ra tay nặng nhẹ. Nói xong, Liễu Như Yên liền kéo chăn xuống giường, nghiêng người như đã ngủ. Tôi nhìn cảnh này bằng mọi cách tính toán để trốn thoát. Đợi được một lúc lâu sau, tôi mới tiếp tục kín đáo xuống giường, lên kế hoạch để trốn đi.
Nhưng vừa mới chạm vào tay nắm cửa, đã nghe thấy giọng Liễu Như Yên từ phía sau, "Một phút thôi, nếu cậu không nằm xuống giường, tôi sẽ cho cậu biết cái gì gọi là tàn nhẫn." Nghe thấy lời này, tôi tay ngay lập tức khựng lại, nhìn cánh cửa ở gần đó, cuối cùng tôi cũng chỉ thở dài một hơi. Đành phải quay về, sau một hồi do dự, tôi mới chui vào chăn. Thôi thì, dù sao giường cũng lớn như vậy, ngủ tạm vậy. Không ngờ tôi vừa ngước mắt lại, lập tức cảm thấy bên cạnh có động tĩnh. Tiếp theo là một cái ấm áp ôm lấy tôi, Liễu Như Yên một khu rừng chung quanh người tôi, ôm tôi như búp bê. Tôi nằm trên giường không động đậy, trong lòng muốn khóc mà không có nước mắt. Dư Yên không được động đậy, giọng Liễu Như Yên trở nên rất dịu dàng, hình như trong giọng nói còn có một chút cầu xin. Tôi không bình luận theo, giữ nguyên tư thế nghiêng một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều phía sau, tôi mới tăng dần mở mắt lại. Tôi mở mắt đã là buổi sáng. Tôi thấy bên cạnh trống không, nhưng vẫn còn hơi ấm. Có vẻ như Liễu Như Yên mới vừa dậy không lâu, mặc lên bộ quần áo mà Liễu Như Yên chuẩn bị cho tôi xong, tôi lập tức xuống lầu. Thấy tôi xuất hiện, hình ảnh hầu gái tiến lên kéo mở cửa cho tôi, xin mời chuẩn bị bữa ăn. Vâng. Tôi ngồi xuống trước mặt Liễu Như Yên, cảm thấy có chút cảm động. Đây là lần đầu tiên tôi được nhận đãi ngộ cao như vậy. Rất nhanh, Lý Dung mang đến một phần thịt bò chín tới. Khi tôi chuẩn bị món ăn thưởng thức thì, cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn vào tôi. Ngẩng đầu lên nhìn, Liễu Như Yên đang chống một tay lên mặt và cứ thế nhìn tôi. Thiết bị ánh mắt đó làm cho thấy khó chịu, vội vàng cầm dao cắt một miếng thịt bò và cho vào miệng. Sau hai lần ăn, tôi cảm thấy không ngon lắm, vì vậy, Vân nói với Liễu Như Yên rằng không quen ăn món thịt bò này. Tôi có thể tự điều chỉnh một chút không? Nghe vậy, Lý Như Yên lập tức trở nên tò mò, đương nhiên có thể. Có lẽ cô ấy không ngờ tôi cũng biết nấu ăn. Sau khi hỏi vị trí của bếp, tôi cầm đĩa thịt bò đi về phía bếp. Sau một vài thao tác, không lâu sau, một mùi thơm đã tỏa ra từ bếp. Tôi vui vẻ quay lại bàn ăn, cầm đĩa thịt bò xào hành, tôi bắt đầu ăn, ăn vào thấy rất ngon. Trong lòng tôi thầm cảm ơn, quả thật là người giàu có. Chất lượng thịt bò này thực sự có thể gọi là hoàn hảo. Đối với một tín đồ ẩm thực như tôi mà nói, đây thực sự là một niềm vui. Còn chưa được thưởng thức một vài miếng, món thịt bò trước mặt đã bị Liễu Như Yên giật lấy. Nhìn thành quả lao động của mình bị cướp đi, tôi rất tức giận, ê, cô làm gì thế? Cô không ăn à, nhưng Liễu Như Yên lại không để ý đến tôi. Ngược lại, cô ấy còn lấy của tôi một miếng thịt bò cho vào miệng, sau một vài lần thưởng thức thịt bò. Lông mày của cô ấy hơi lớn lên, trong mắt cô ấy thoáng hiện sự ngạc nhiên, hương vị thực sự không tệ, khá đấy. Sau đó, tôi tròn mắt nhìn Liễu Như Yên ăn hết cả phần thịt bò xào hành một cách ngon lành. Ăn xong, cô ấy đưa ra đĩa trống, nhìn đĩa trống trên tay, tôi không thể hiểu nổi, cô quá đáng quá đi. Mà mới chỉ nói được nửa câu, Liễu Như Yên cảm thấy dễ thương nhìn tôi. Trong mắt cô ấy tràn đầy ý chí, tôi lập tức nín lại, chỉ còn cách quay lại bếp làm thêm một phần nữa. Liễu Như Yên nhìn theo bóng lưng tôi và nở nụ cười tươi. Gã đàn ông này còn muốn tranh đấu với tôi sao? Ngày hôm sau, Liễu Như Yên nắm tay tôi đi về phía xây dựng nhà học. Trên đường đi không biết đã tạo ra bao nhiêu người phải ghen tị. Mỗi chàng trai đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ghen tị, khiến tôi cảm thấy cảm xúc. Quay đầu lại nói với Liễu Như Yên, nói với cô là tôi đã đăng ký tự học rồi. Hay là cô tự đi đến lớp đi? Liễu Như Yên như nghĩ đến điều gì đó. À, ra là vậy. Lần thi tháng trước, cô đứng nhất là để đăng ký tự học. Có thể coi như vậy. Tôi vừa đi vừa cười nói, tôi đã học xong chương trình đại học từ lâu rồi. Chủ yếu là các tiết học hàng ngày quá nhàm chán. Vì vậy, tôi đã trực tiếp xin phép hiệu trưởng tự học. Liễu Như Yên nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Cô buông tay tôi ra, tiến lại, đặt đầu lên vai tôi. Cô thả vào tay tôi, nhẹ nhàng nói, chiều nay, chuyển đến nhà tôi nhé. Được không? Tôi nhìn cô với vẻ mặt như thể cô sẽ ăn sống tôi. Vội vàng nghĩ ra một lý do, tôi khéo léo nói. Cái gì đó, chúng ta mới chỉ quen nhau một thời gian ngắn mà đã sống chung thì. Tiến triển quá nhanh, hay đợi một thời gian nữa đi. Liễu Như Yên nhìn nghiêng tôi một lần, cô không ép buộc, sau khi học xong, tôi sẽ gọi cho bạn. Nếu không nghe thì cậu xong đời đấy. Nói xong một câu, Liễu Như Yên một mình đi về phía xây nhà học. Khi rời đi, tôi cảm thấy ánh mắt của cô ấy thoáng qua một chút buồn bã. Không nghĩ nhiều. Tôi trở lại ký túc xá một mình. Chắc chắn, đúng là lúc đó mình sẽ thoải mái hơn. Tuy nhiên tôi nhớ đến việc hẹn với Chu Vân Hy ngày mai sẽ đi leo núi. Vì vậy, tôi đã lôi một chiếc vali từ dưới gầm ra. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể không phải nhìn thấy Liễu Như Yên trong 3 ngày, khóe miệng tôi nở một nụ cười. Leo núi thật tốt, leo núi thì không gặp được Liễu Như Yên nữa. Một lúc sau đã đến buổi chiều, tôi đang ngủ ở một góc của thư viện sau khi dọn dẹp xong đồ đạc. Tôi cảm thấy điện thoại như đang rung liên tục, nhưng vì tối qua quá mệt nên không nhận được. Tự nhiên, một cơn đau ở tai làm tôi tỉnh dậy. Khi mở mắt ra, tôi thấy một gương mặt mang vẻ lạnh lùng. Tôi được Liễu Như Yên nâng lên bằng một tay. Liễu Như Yên cười lạnh một tiếng. Tôi nhớ hình như đã nói là phải nghe điện thoại của tôi chứ.
cái mà bạn lại đang ngủ ở đây, bạn có muốn chết không? Nghe vậy, tôi biểu hiện vẻ lo lắng. Tôi ủ rũ nói, tôi đã không ngủ ngon tối qua. Chỉ là ngủ say thôi. Liễu Như Yên nhìn sâu vào mắt tôi một lúc lâu, sau khi xác định tôi không nói dối nữa, ánh mắt cô ấy dịu lại, vì tôi mà không ngủ ngon à? Bạn có bất mãn gì với tôi không? Tôi không có, không có. Tôi liên tục lắc đầu, không nhận, nếu không thì chắc chắn sẽ bị đánh một trận. Thấy vậy, Liễu Như Yên từ một cảm giác lạnh lùng. Cô quay lưng đi ra ngoài thư viện, đi thôi, cùng tôi ra ngoài hít thở không khí một chút. Tôi chấp nhận, vội vàng chạy theo cô, đi dạo cho đến khi trời tối. Sau khi đi cùng Liễu Như Yên một vòng quanh những phòng thú vị gần trường, cô mới cho tôi về. Về đến ký túc xá, tôi thấy bạn cùng phòng Lý Lương đang dọn dẹp. Thường thì anh ấy chỉ ở trong ký túc xá, nhưng vì cảm thấy có lỗi với tôi, nên tôi đã kéo anh ấy cùng đi leo núi. Một ngày mệt mỏi, tôi nằm thẳng xuống giường, hỏi Lý Lương về vé sáng mai lúc mấy giờ. Lý Lương nhìn tôi với vẻ nghi hoặc, Chun Yun Hỉ không nói với các cậu sao? Không phải là vé sáng đâu, là vé tàu đêm 12 giờ đấy, hôm nay sáng vừa đến nơi. Nghe anh ấy nói vậy, tôi cảm thấy rất may mắn vì đã ngủ một giấc. Nếu không chắc chắn sẽ mất ngủ. Sáng hôm sau, tại khu biệt thự Thiên Vân, Liễu Như Yên nhìn vào miếng bít tết trước mặt cảm thấy vô vị. Cô không thấy ngon bằng món thịt bò xào hành hôm qua. Hơn nữa, ăn một mình luôn cảm thấy buồn chán. Cứ như là trở về những ngày trước đây vậy, thực sự phải kéo cậu ấy về. Không thì lúc nào cũng thấy không yên. Nghĩ đến đây, Liễu Như Yên lập tức lấy điện thoại gọi một cuộc gọi. Ngay giây sau, sắc mặt của cô ấy lập tức tối sầm lại, xin chào. Người bạn gọi hiện đang bận cuộc gọi khác, xin vui lòng gọi lại sau. Cuộc gọi được cắt ngay lập tức, không có âm thanh nào được phát ra. Ai đã từng là người thích biết rõ lý do làm điều này? Dầm một tiếng, Liễu Như Yên vỗ nhẹ nhàng xuống bàn ăn, biểu thức đã trở nên rõ ràng. Tốt lắm, Trần Chiết, anh thật dũng cảm á, dám đưa tôi vào danh sách đen. Quả thật, đàn ông phải được giáo dục tốt. Nói xong, Liễu Như Yên lập tức khoác áo ngoài và đi ra khỏi biệt thự. Sắc mặt tối tăm như muốn ném tung thứ gì đó, nơi đó, anh sẽ phải chịu chết. Cùng lúc đó, tại cổng khu vực leo núi, tôi nhìn về phía những ngọn núi và rừng cây phía trước. Không thể miễn cưỡng hét lên một tiếng tự do. Tôi đến rồi, nghe tiếng kêu của tôi, Chu Yun Hi nhìn với vẻ chê bai, bạn gọi cái gì thế? Có xấu hổ không? Cảm nhận ánh mắt kỳ lạ xung quanh, tôi gãi đầu. He he, đi thôi, trong suốt hành trình leo núi, Chu Yun Hi mang theo một chiếc ba lô nhỏ. Với vẻ đẹp xinh xắn, cô ấy thu hút không ít ánh nhìn của những người đi đường. Mặc dù không quyến rũ như Liễu Như Yên, nhưng coi cũng là một mỹ nữ. Tôi đang đi về phía trước, nghe thấy tiếng Chu Yun Hỉ từ phía sau, Trần Chiết. Dạo này tôi thấy rất nhiều tin đồn về cậu trên diễn đàn trường đấy. Nghe nói cậu đang cặp với tiểu thư nhà Tân Mục, có thật không? Lý Lương đứng bên rìa lắc đầu mồi. Rõ ràng là tiểu thư Liễu đang thích cậu ấy, và cậu ấy còn muốn dùng bao tải để mài cẩm cô ấy. Làm cho tôi ăn một đòn đánh. Bao tải, Chu Yun Hỉ nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, không ngờ lên đại học mà sở thích của cậu vẫn chưa thay đổi. Lý Lương nghe vậy thì lang ra, sở thích. Cậu ta có sở hữu đặc biệt gì? Nói cho tôi nghe nào. Thấy tôi không ngăn cản, Chu Yun Hỉ từ từ mở lời, thật ra cũng không có gì cả. Chỉ là hồi cấp 3, một cậu ấm gây chuyện với Trần Chiết. Kết quả tối hôm đó Trần Khiết dùng bao tải bắt người ta đi. Vứt vào một cái mương hôi thối ít ai qua lại. Sau 2 ngày mới được phát hiện, chỉ có Chu Yun Hỉ là biết chuyện này. Vì lúc đó cô ấy đã chơi thân với tôi rồi. Vì vậy, không giấu cậu ấy. Theo thời gian trôi qua, số người đi càng lúc càng ít. Bỏ qua nhiều người đã chọn. Có thể làm được độ cao, xung quanh đã bắt đầu xuất hiện một chút sương mù. Kết hợp với những cây đại thụ xung quanh ngọn đồi, nhìn cảnh tượng giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Lúc này, ở bên kia đường cao tốc, một chiếc xe Maybach màu đỏ đang liên tục vượt qua xe. Với tốc độ cực nhanh, nó lao về phía cuối con đường. Trong xe, một người bảo vệ có giấy phép lái xe đang điều khiển rất linh hoạt. Côn ga đã hoàn toàn đè xuống tận hưởng sau, Liễu Như Yên mặt mày khó coi, ánh mắt tỏa sáng nhìn bạn. Chân dài vắt chéo. Tay cầm lại mạnh mẽ, Trần Chiết, anh thật sự là giỏi đấy, đã có bạn gái rồi mà vẫn còn đi leo núi với người khác. Quan trọng hơn là vẫn chưa nói với tôi một câu nào. Trong lòng Liễu Như Yên như núi phun trào, cảm xúc tức giận liên tục nén. Cô ấy chỉ muốn tìm người nhanh chóng, rồi cho anh ta trải nghiệm hương vị của sự tính toán. Gần đến đích, sau một thời gian dài leo núi, cuối cùng chúng tôi đã đến đỉnh Y Sơn. Khi Lý Lương, người quen ngồi chơi game, lúc này đang thở hồng hộc ngồi dưới bóng cây. Vì vậy, giờ đây chỉ còn lại tôi và Chu Yun Hỉ ở bên nhau. Tôi ngồi trên ghế đá ở đỉnh núi, nhìn về phía dưới đám mây và sương mù, tâm trạng tốt lên một cách kỳ lạ. Thản nhiên, một giọng nói trong trẻo và dễ nghe vang lên, Trần Chiết. Chúng ta đã quen nhau được gần 5 năm rồi nhỉ? Tôi nhìn về phía Chu Yun Hỉ bên cạnh, dưới ánh nắng và cảnh sắc tuyệt đẹp, khuôn mặt cô ấy trở nên càng quyến rũ hơn. Tim tôi đập mạnh một nhịp, một lúc sau tôi mới phản ứng lại, chắc chắn cũng gần như vậy.
Có chuyện gì vậy? Chu Yun Hỉ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Rồi mở mắt ra, nhìn tôi với vẻ nguy hiểm. Trần Chiết, thực ra, tôi không để cô ấy nói hết. Một tiếng ồn của cánh quạt đột ngột tăng lên, âm thanh lớn hơn của chúng tôi không thể nào lấn át được. Chỉ thấy ở chân núi, một chiếc trực thăng đang hạ độ cao liên tục. Cuối cùng nó dừng lại ngay trước mặt tôi và Chu Yun Hỉ. Nhìn thấy trực thăng, tôi đột nhiên nhận ra, mặt tôi đột ngột biến sắc, ôi không, không ổn rồi. Chưa kịp phản ứng, cánh cửa trực thăng đã mở ra. Liễu Như Yên mặt lạnh như tiền nhảy xuống, ánh mắt cô ấy khóa chặt vào tôi và Chu Yun Hỉ. Thấy tình hình như vậy, tôi lập tức chạy về phía chân núi. Hãy sử dụng hết sức lực của mình, chân tôi gần như đã thành công phi mã. Để có thể thân thiết hơn trong lần leo núi này, tôi đã chặn số điện thoại của phụ nữ điên cuồng này. Nếu hiện tại cô ấy đã bắt được, chắc chắn tôi sẽ chết không toàn thân. Liễu Như Yên thấy tôi muốn chạy liền đuổi theo. Cậu còn chạy, tốc độ của cô ấy không hề chậm cận kề bên tôi, nên tôi chạy như điên. Nhân lúc cậu còn có năng lực, đứng lại cho tôi. Tôi nghe thấy giọng nói giận dữ của Liễu Như Yên ở phía sau. Tôi càng chạy nhanh hơn, vừa chạy về phía sau, ai chạy chứ? Nếu có bản lĩnh thì đừng đuổi theo tôi đi. Mất cả buổi sáng mới leo lên đỉnh cao, nhưng tôi chỉ mất một tiếng để xuống núi. Hầu như toàn bộ thời gian đều chạy như điên. Tôi nhìn thấy thuốc giảm đau ngày càng gần mình, quay lại nhìn phía sau, không thấy bóng dáng Liễu Như Yên, tôi thở phào nhẹ nhõm, chết tiệt, đã đuổi theo tôi lâu như vậy, cuối cùng cũng đã thoát được. Nghĩ đến công việc của mình sắp sửa thoát ra ngoài, bước chân tôi tự động nhanh hơn, khi tôi đang vui vẻ thư giãn, ngân nga một bài hát, tận hưởng niềm vui sống. Nghe thấy tiếng động, tôi vô thức quay lại, ngay lập tức, tôi chỉ thề, không tuân thủ quy tắc, tôi không phân vân dù chỉ một giây, bất chấp cơ thể mệt mỏi, tôi lại tiếp tục lao đi như điên. Nhưng chỉ sau 5 phút, tôi đã được vệ sĩ bắt được, và tôi đã sẵn sàng trở lại. Rồi tôi bị nhốt vào trong chiếc xe Bentley màu đen, xung quanh còn có một số vệ sĩ khác đang canh gác. Khoảng cách 10 phút sau, Liễu Như Yên mặt, bước từ trên núi xuống. Một vệ sĩ thấy vậy lập tức đưa ra một chai nước, cô ơi, Trần Thiếu Gia đã được chúng tôi đưa vào xe. Liễu Như Yên gật đầu, rồi đi thẳng về phía xe. Cô ấy mở cửa sổ xe ra, kết quả vừa nhìn thấy tôi đang lén lút mở cửa sổ chuẩn bị chạy trốn, khiến tôi giật mình. Tôi vội vàng, à, vợ, thật trùng hợp, cô cũng lên núi à? Liễu Như Yên cười với giận dữ, ánh mắt cô ấy thoáng hiện sự dữ dội, cô ấy ngồi vào trong xe rồi đóng cửa lại thật mạnh. Bên trong xe vang lên tiếng kêu gào thiết bị và những lời cầu xin, chị ơi, đừng đánh vào mặt nữa, tôi chỉ muốn tranh thủ dịp nghỉ lễ ra ngoài thư giãn một chút thôi. Kết quả là vô tình chặn số của cô, xin cô, tha cho tôi đi, tôi sẽ không dám nữa đâu, vợ ơi, bà xã, bé yêu, thưa chị, chiếc xe cứ liên tục lắc lư lên xuống. Những người đi đường đều nhìn chiếc xe có vẻ tò mò. Nếu không nghe thấy tiếng la hét thảm từ trong xe, họ có thể nghĩ rằng giữa ban ngày ban mặt có người đang chơi trò chơi và trò chơi bên trong. Giới trẻ bây giờ thật đáng nói, không thể không nói rằng họ chơi rất bạo lực. Cơn đánh kéo dài tận 10 phút, Liễu Như Yên lạnh lùng nhìn tôi co rúm trong góc. Đôi giày của cô ấy vứt ở một bên, hiện tại đang để chân trần đạp lên tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích. Nói, vừa rồi có người phụ nữ bên cạnh cậu, tôi co rúm ở góc. Trên cánh tay có nhiều dấu vết của Liễu Như Yên, tôi lắp bắp, cô ấy chỉ là người bạn của tôi. Thực sự không phải là mối quan hệ như cô nghĩ đâu. Khi Liễu Như Yên đè mạnh chân lên tôi, chỉ trong chốc lát, tôi cảm thấy cơ thể cử động khó khăn. Cô ấy lạnh lùng nói, bạn chắc chắn chứ, nếu bạn lừa dối tôi, bây giờ tôi sẽ vứt cậu xuống biển cho cá mập. Đó là sự thật, tôi sao dám lừa cô, tôi gật đầu liên tục, sợ rằng nói ít sẽ bị một cú đá. Liễu Như Yên nhìn nhẹ vào mắt tôi một lúc, rồi mới chịu buông chân ra. Cô dựa vào ghế xe, hạ cửa sổ, ra lệnh cho các vệ sĩ bên ngoài, lái xe về Mado. Trên đường cao tốc, tôi dùng cửa sổ để dán lại những vết thương. Cái miệng của người phụ nữ này thật là vừa thối vừa ác. Cô ta không giảm bớt chút cảm xúc nào. Lúc này, Liễu Như Yên nghiêng người lại gần tôi, dựa vào đầu vào vai của tôi. Tôi bất đắc dĩ hạ cửa sổ xuống, im lặng ôm Liễu Như Yên đang nằm trong lòng. Ngửi thấy hương thơm từ cơ thể cô ấy, tôi nhìn một cái, thấy chai nước khoáng được sáng bên cạnh còn lại một nửa. Tôi cầm lên, mở chuẩn bị uống một ngụm. Bên cạnh, Liễu Như Yên bất ngờ đưa tay giật chai nước khoáng đi, sao vậy? Khát nước, tôi gật đầu, không có cách nào với cô nàng phù thủy này. Liễu Như Yên nhẹ nhàng ngồi dậy, lắc lắc nước khoáng trong tay. Rồi uống một ngụm lớn, giữ trong miệng mà nuốt xuống. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, rồi chỉ vào đôi môi đỏ mọng của mình. Hiểu ý cô ấy, tôi đã thấy mình không còn khát nữa. Thôi, tôi không uống nữa. Vừa nói ra, Liễu Như Yên ngay lập tức mặt mày lạnh đi. Cô lập tức phun nước trong miệng xuống, rồi lạnh lùng nói, nếu bạn không uống ngay bây giờ, tôi đảm bảo trong 3 ngày tới cậu sẽ không có một chút nước nào để uống. Nói xong, Liễu Như Yên lại uống một lượng lớn nước, giữ trong miệng. Rồi mở cửa sổ xe, đổ hết nước còn lại trong chai ra ngoài. Lập tức,
Không khí trong xe rơi vào tĩnh lặng. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, khi Liễu Như Yên chuẩn bị phun nước này xuống, cuối cùng tôi cũng tự động ngồi dậy. Tôi trừng mắt lại, hôn lên đôi môi đỏ của cô ấy, rồi uống hết nước trong miệng cô, không để lại một chút nào. Cổ tôi lộn một số cái, hai người từ từ phân tách, khuôn mặt tôi hơi đỏ lên, đôi mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng Liễu Như Yên lại bất ngờ hôn tôi lần nữa. Theo từng cử động của cô ấy, tốc độ của nó ngày càng tăng. Em trai tôi bắt đầu mất kiểm soát, tôi cũng là một người đàn ông bình thường, một mỹ nhân như Liễu Như Yên nằm trong tay mình, đã đủ để khiến người ta nói đắm rồi. Huống chi cô ấy còn mạnh mẽ hơn, Liễu Như Yên ngay lập tức nhận được sự bất ngờ của tôi. Cô ấy tách môi ra một chút, ánh mắt kích động nhìn thẳng vào tôi. Chưa có gì đã bật rồi, có cần tôi giúp không? Không cần thiết, tôi cứng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn thẳng vào đôi mắt khao khát đó. Chưa đủ để em trai tôi hạ nhiệt, Liễu Như Yên một lần nữa gần gũi hơn. Cặp đệm lót của cô ấy xoa vào tôi, cô ấy thật sự không cần sự dịu dàng này sao? Cơ hội này chỉ có một lần thôi, cảm nhận được cảm giác tuyệt vời từ đệm, hơi thở của tôi bất giác trở nên mạnh mẽ. Tôi tâm trí ăn một cái vào phong cách của mình, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, tôi thấy hoạt động của mình, Liễu Như Yên liền kề chặt tay tôi, từ từ dẫn vào sâu trong rừng của cô ấy. Cậu, làm gì vậy? Tôi có hành động táo bạo bất ngờ, điều này khiến cô ấy sợ hãi. Chuyện này có thể tiện lợi như vậy sao? Vội vàng muốn rút lại, Liễu Như Yên hừ một tiếng, cô ấy mềm nhũn dựa vào tôi, để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Cảm giác rác từ đầu ngón tay như những con sóng, tôi phun nước bọt, giọng nói có chút trầm và trí tuệ, cậu sẽ đầy hận thù. Hối hận, Liễu Như Yên đưa đầu lên, ánh mắt mê mẩn nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lại hôn tôi. Lúc này tôi không còn kiềm chế được nữa. Khoảng cách hơn 2 tiếng trôi qua, chiếc Bentley màu đen cuối cùng cũng quay trở lại thành phố. Trong xe, Liễu Như Yên mặt đỏ dựa vào tôi, đang mệt mỏi nhắm mắt yên tĩnh. Tôi nằm nửa bên cửa sổ xe, ôm Liễu Như Yên trong lòng. Ánh mắt phức tạp nhìn cô ấy, trong đầu ghi nhớ những khoảnh khắc giải quyết vừa qua. Những điều thân mật như vậy đã được thực hiện, sau này muốn bỏ qua người phụ nữ này e rằng không được rồi. Để làm bản thân không mạnh mẽ, dễ dàng bị cô ấy thu phục như vậy, tôi thở dài khi nghĩ đến điều này. Kết quả là Liễu Như Yên trong lòng vô cùng không hài lòng. Cô ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình nhìn vào tôi như muốn hỏi tại sao tôi lại không hài lòng. Không có đâu, đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ thấy hơi tiếc nuối, vất vả lắm mới leo lên đến đỉnh cao, mà cảnh báo đã bị mất chưa được đáp ứng. Liễu Như Yên dùng ánh mắt xem xét nhìn tôi một lần, rồi hừ một tiếng, tối nay cậu đừng nghĩ đến việc về ký túc xá. Chuyển đến biệt thự của tôi, cần gì thì tôi sẽ đưa cậu đi mua, để cậu không phải nghĩ đến việc bỏ trốn nữa. Nghe vậy, tôi chạnh lòng. Chưa kịp hoàn thành sự hài lòng của mình thì đã bị Liễu Như Yên ôm chặt cổ, đè đầu xuống. Đôi môi lại một lần nữa phủ lên nhau. Mãi một lúc sau cô ấy mới hài lòng buông tôi ra. Cô ấy nhìn tôi với vẻ bá đạo nói, nhớ kỹ, cậu thuộc về tôi. Trước khi tôi chán nản, cho dù cậu có chạy đến góc trời góc bể, tôi cũng sẽ lôi kéo cậu về. Tôi cười khổ, thế thì cậu hãy nhanh chóng nhàm chán đi, để tôi còn đường sống. Nghe thấy vậy, Liễu Như Yên cười lạnh bên tai tôi, cậu nên sớm từ bỏ ý nghĩ này đi. Tôi là người rất trung thủy với những gì mình thích, có thể cả đời cũng không chán. Cậu đừng mơ tưởng cách làm tôi chán nản, sao không nghĩ cách làm tôi hài lòng hơn. Liễu Như Yên nghiêng người, cười khêu gợi, có thể nếu tôi vui, tôi sẽ thưởng cho cậu không ít lợi ích. Ngay khi vượt qua, hãy để chúng tôi lại hoang hỏa, xe dừng lại, cô gái, chúng ta đã đến rồi. Tài xế mở cửa xe nhanh chóng, và tự mình bước ra ngoài trước đó. Trong xe chỉ còn lại tôi và Liễu Như Yên, không khí trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng bàn luận của hai người. Liễu Như Yên ngồi trên đùi tôi, vòng tay quanh cổ tôi, đôi môi hơi mở, nhẹ giọng nói bên tai, bảo bối, mang em xuống nhé. Câu nói này khiến tôi cảm thấy toàn thân tê dại. Tôi lập tức ôm Liễu Như Yên trong lòng, đi về phía tầng 2 của biệt thự. Sau khi nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống giường, tôi quay người định đi. Liễu Như Yên tĩnh nhiên sắc mặt lạnh lùng, đứng lại, bạn muốn đi đâu? Tôi giận dữ đầu, nói, tôi đi ngủ thôi. Sao vậy? Nghe thấy vậy, Liễu Như Yên phát ra một luồng khí lạnh. Cô ấy dùng chân trần bước xuống giường. Tay nắm lấy cổ áo của tôi, anh vừa nói gì? Nhắc lại một lần nữa, nhìn vào mặt bạn trước mắt, tôi chân thành cảm thấy không ổn. Tôi nói tôi đói, muốn xuống nấu chút gì đó ăn. Thế thì tốt, tôi còn tưởng tượng bạn muốn bỏ chạy. Đi đi, làm cho tôi một phần luôn. Thấy sắc mặt cô ấy đã trở lại bình thường, tôi thở phào nhẹ nhõm. Rồi tôi mở cửa, chạy về phía bếp. Lúc này, Liễu Như Yên ở phòng ngủ, tôi chạy xuống cầu thang, trên môi lộ ra một nụ cười tươi. Cô ấy quay người đến tủ quần áo, mở một ngăn kéo nhỏ. Bên trong được sắp xếp gọn gàng, toàn bộ là những điều tuyệt vời nhất, dù là đen, trắng hay tất cả các loại, thậm chí có tất cả độ dốc. Quả thật là đủ mọi loại, Liễu Như Yên nhìn vào đôi chân dài của mình, cuối cùng, cô ấy cầm một đôi trong số đó và một vòng vào. Mười mấy phút sau, tôi mang hai phần cơm chiên lên phòng trên lầu 2, quay đầu lại và gọi Liễu Như Yên đang nằm trên giường.
ăn cơm thôi. Chưa kịp ngồi xuống, tôi đã cảm nhận được một sản phẩm từ phía sau ứng dụng. Lưu Như Yên chiến nhiên đưa tay ôm eo tôi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau thu nhỏ, chăm sóc cho tôi được không? Tôi miễn cưỡng đồng ý, được, nhưng cô có buông ra trước không? Cứ thế này dễ gây rối lắm, không ngờ cô lại ngồi yên lên đùi tôi, đôi chân dài cùng với đôi đen khiến tôi không thể rời mắt. Cô như vậy làm sao tôi ăn được? Tôi cố gắng quay mặt đi để không nhìn cô, nhưng cảm giác từ đôi tất trên chân lại không ngừng, khiến lòng tôi xao xuyến. Lưu Như Yên nhìn tôi cười, thế nào, có đẹp không? Tôi đáp lại, chỉ bình thường thôi. Sau đó, tôi đút từng miếng thịt cho cô ấy, đôi khi lại nhẹ nhàng đưa đôi chân thon dài như đang cố gắng gợi cảm tôi. Nhờ vào sự kiềm chế của mình, cuối cùng tôi cũng chịu đựng được. Sau khi ăn xong, tôi nhìn Lưu Như Yên đang ngồi trên đùi mình, tôi đi rửa chén, cô có thể đứng lên một chút không? Nhưng câu trả lời của cô ấy lại là một nụ hôn cháy bỏng. Sau khi thỏa mãn, cô ấy mới buông tôi ra và cười, rửa chén lúc nào chả được, anh nghĩ anh nên làm gì bây giờ? Vừa nói dứt lời, Lưu Như Yên cảm thấy đầu hơi xoay vòng, rồi hai ánh mắt tối lại và ngất lim. Thấy vậy, tôi vội vàng đỡ cô ấy, tôi cười lớn, không ngờ thuốc có tác dụng nhanh vậy. Đúng là Lý Lương không lừa tôi, tôi đặt Lưu Như Yên lên giường, sau khi chấp nhận hành động ngang ngược của người mới rời xa mình. Lần trước bị cô ấy trói một lần, tôi đã giúp Lý Lương mang theo một lọ thuốc ngủ loại mạnh từ nhà cậu ấy cho mình, luôn mang bên người, hôm nay cuối cùng cũng có lần dùng đến. Hành động của Lưu Như Yên hôm nay rõ ràng là muốn sử dụng tôi làm sao có thể để cô ấy được như ý, bước ra khỏi phòng ngủ, tôi dự định chạy trốn ngay trong đêm. Nếu để Lưu Như Yên tỉnh lại và biết tôi đã hạ dược cô ấy, e là cô ấy sẽ cầm dao đòi mạng tôi. Dưới bóng tối ẩn náu, tôi lặng lẽ rời khỏi cửa sổ phòng ngủ phụ. Vừa phải, tôi giả vờ như không có chuyện gì và định rời đi. Nhưng không thể lại là một nhóm bảo vệ tuần phát hiện và ngăn chặn. Người dẫn đầu cũng là vệ sĩ đã bắt tôi lúc sáng. Anh nhìn tôi nghiêm nghị, anh Trần, muộn thế này mà còn định về à? Tôi nhanh chóng trả lời lại với vẻ bất đắc dĩ, không phải tôi làm tiểu thư nhà các anh giận rồi sao? Cô ấy bảo tôi cút đi ngay đêm nay, đội trưởng vệ sĩ có vẻ hiểu ý, nở nụ cười nhẹ nhàng. Thì ra là vậy à, anh đi cẩn thận nhé. Nói xong, anh ta nhường đường cho tôi, hoàn toàn không nghi ngờ gì. Biết là không bị nghi ngờ, tôi thở phào nhẹ nhõm, hiên ngang bước ra cổng biệt thự. Sáng hôm sau, ánh nắng rực rỡ chói chang rọi thẳng vào mặt Lưu Như Yên.